Nam mô Tham Ma Gia Nô Sang Kha kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả quý vị tu nữ và chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học tổ hợp tương duyên bài số 26, còn một bài nữa thì chúng ta xong cái phần tổ hợp. Hai cái duyên chót đó, tức là tương duyên và bất tương duyên, chúng ta cũng cần phải biết, gọi là tương ưng, là danh sở đồng sanh với nhau mới tương ưng được. Ví dụ như trong một sát na tâm, trong đó có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Một sát na tâm gần có bốn nhân uẩn như vậy, uẩn này tương ưng với uẩn kia, ba uẩn này tương ưng cho uẩn nọ tương ưng với ba uẩn này, hai uẩn này tương ưng hai uẩn kia tương ưng hai uẩn này. Như vậy thì chỉ có danh và danh đồng sanh với nhau mới tương ưng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì trường hợp cũng đồng thời là danh trợ danh, nhưng mà nếu danh pháp và lầm cảnh cho danh pháp tranh khởi cảnh duyên và ảnh duyên, thì danh tức là thiện hay bất thiện đã sanh rồi, nó lầm cảnh cho tâm thiện hay tâm bất thiện hiện tại đang sanh, thì như vậy tâm trước và tâm sau, bốn uẩn trước bốn uẩn sau, bốn uẩn lầm cảnh cho bốn uẩn này, thì năng và sở đó không thể tương ứng với nhau được, bởi vì nó không đồng sanh, nó thuộc về ly khứ duyên, nó thuộc về vô khứ duyên, cho nên nó không thể tương ứng. Nên chúng ta phải hiểu tương duyên ở đây, nếu mà nói chi pháp là 121 tâm cùng 52 tâm sở trợ cho 121 cùng 52 tâm sở, nhưng chúng ta nói rõ thì là như thế này: bốn danh uẩn đồng sanh trong một sát na tâm, một uẩn tương ưng ba uẩn, ba uẩn tương một uẩn, hai uẩn này tương hai uẩn kia, hai uẩn kia tương hai uẩn này, thì gọi là tứ danh uẩn đó. Thì chúng ta tính thành chi pháp là gồm có 121 tâm cùng 52 tâm sở. Chứ nếu mà chỉ ghi là 121 cùng 52 tâm sở, chúng ta
lấy tâm ở chỗ này trở tương ưng với tâm ở chỗ khác, tâm ở quá khứ tương ưng không thể tương ưng với tâm hiện tại, và tâm vị lai sẽ sanh không thể tương ưng với tâm hiện tại, vân vân. Cho nên chúng ta phải khẳng định được điều đó. Cái phần này chi pháp duyên gốc nói tóm tắt, nhưng mà đã nói chi tiết ở cái phần trước là cái phần ý nghĩa và pháp và chi pháp rồi. Ý nghĩa và chi pháp chúng ta xem lại trong phần ý nghĩa chi pháp của duy hệ thì chúng ta sẽ rõ. Bây giờ duyên, khi mà chúng ta nói đến tổng hợp tâm duyên, trước nhất là chúng ta hãy tìm hiểu chi pháp duyên gốc. Ở đây là bốn duyên quân, tức là thọ tưởng hành và 121 tâm lực thức. Trợ lẫn nhau. Trong cái duyên gốc đó đó, nếu tính theo tâm đại thiện thì có ba câu ước trì. Tức là tương ưng duyên thiện trợ thiện, tương duyên bất thiện trợ bất thiện, và tương duyên vô ký trợ vô ký. Nói cách khác là vô ký danh trợ vô ký danh. Sở dĩ chúng ta chỉ có ba câu ứng tri là bởi vì trong một sát na tâm thiện thì quẩn này là thiện, ba quẩn kia là thiện, hai quẩn này là thiện, hai quẩn kia là thiện. Không thể nào mà trong một cái sát na tâm thọ quẩn là thiện mà tưởng quẩn là bất thiện, không có. Chính vì vậy cho nên danh quẩn đồng sanh, nó trợ nhau một cái tương duyên. Mà hễ trong cái sát na tâm thiện thì gọi là thiện trợ thiện, sát na tâm bất thiện thì gọi là bất thiện trợ thiện, và sát na tâm quả là vô ký trợ vô ký, sát na tâm tố cũng là vô ký trợ vô ký. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ có ba thói tri thôi. Như vậy thì chuyên gốc, chi pháp và câu ý tri chúng ta đã nói xong. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem coi duyên tấu hợp, tức là duyên ngọn, duyên tấu hợp với tương duyên nó có bao nhiêu. Thì ở đây thưa quý vị, chỉ có 13 duyên thuộc giống cầu sanh mới tấu hợp tương duyên. Ngoài hồ hoàng quán, xin lỗi quý vị, ba duyên thuộc giống cầu xanh đó
là chúng ta đã trừ ra cái duyên gốc, tức là tương duyên rồi, và chúng ta trừ thêm một cái nữa là câu sanh bất tương duyên. Bởi vì câu sanh bất tương duyên màu nó cũng thuộc về giống câu sanh, nhưng mà vì nó là bất tương ưng duyên cho nên chúng ta phải bỏ nó ra. Ở đây chúng ta chỉ lấy những duyên nào mà nó có cái đặc tính là tương ưng duyên thôi. Mười ba duyên thuộc giống câu sanh tấu hợp với tương duyên là câu sanh duyên, câu sanh ly duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Hữu tương duyên, nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, câu sanh nghiệp duyên, dị thuộc quả duyên, danh luật thực duyên, câu sanh quyền duyên, thiền năng duyên, đồ đạo duyên. Thì ở đây khi mà chúng ta nói tương ưng duyên, thì tương duyên đó là thuộc giống câu sanh, mà câu sanh trung. Câu sanh trung có nghĩa là cái chi pháp nó cũng không quá rộng, nhưng mà cũng không phải là hạn chế. Như nhân duyên, danh và thực duyên thì cái đó là hạn chế. Câu sanh quyền duyên là hạn chế, nó hạn chế ở năng duyên, tức là thí dụ như câu sanh quyền thì chỉ có 8 danh quyền lập năng. Câu sanh nghiệp chỉ lấy 64 lập năng thôi. Hay là nhân duyên thì chỉ lấy 6 nhân tự ưng. 6 nhân là tham sân siêu, tham sân si, cái đó là nhân thôi. Những duyên đó nó bị hạn chế cho nên gọi là câu sanh tiểu. Còn câu sanh đại đó, tức là lấy chi pháp rộng lớn, đó là câu sanh duyên, câu sanh ly duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Hữu tương duyên á, thì cũng là giống câu sanh, nhưng mà cái đó là câu sanh trung. Dị thuộc quả duyên cũng là câu sanh bậc trung, nó tương ưng được với, nó tối hợp được với tương duyên ở ba giống câu sanh gì. Bây giờ chúng ta nói duyên tấu hợp theo chi pháp. Câu yêu tri một, tương ưng duyên thiện trợ thiện. Ở đây chi pháp là 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp, trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp là bốn duyên quẩn đồng sinh với nhau. Trường hợp này có 12 duyên tố hợp. Câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly, hậu tương duyên. Cả năm duyên này đều có chi pháp tấu hợp tương duyên, thiện trợ thiện là bốn quẩn thiện trợ cho bốn quẩn thiện đồng sanh, tức là 37
tâm thiện cộng 38, tâm sở trợ cho 37 cộng 38, cũng giống chi pháp duyên gốc. Đó là chúng ta nói về năm duyên giống câu sanh đại và giống câu sanh trung. Chi pháp thì nó giống duyên gốc, và duyên gốc cũng là câu sanh trung, tức là nó tổng quát vừa phải. Còn bảy duyên mà câu sanh tiểu á, tức là cái chi pháp hạn chế, nên chúng ta lấy từng chi từng câu một. Nhân duyên có chi pháp tối hợp với tương ưng duyên, thiện trợ thiện là ba nhân thiện, trợ quẩn thiện đồng sanh, tức là 37 cùng 38 sở hợp. Thì ở đây mặc dù nó tốt tương duyên, nhưng mà lấy chi pháp vì nó là nhân duyên, do đó cho nên nó chỉ có đưa ra cái đáp án là ba nhân thiện thôi. Ba nhân thiện trợ cho 37 38. Rồi tiếp đến câu sanh trưởng duyên. Câu sanh trưởng duyên này cũng là thuộc giảm câu sanh tiểu, do đó ở đây chúng ta thấy chi pháp câu sanh trưởng duyên có chi pháp tấu hợp với tương duyên thiện trợ thiện là bốn trưởng thiện: dục trưởng thiện, cần trưởng thiện, tâm trưởng thiện và thẩm trưởng thiện, tức là trí tuệ, anh trợ cho quẩn thiện độc đắc, tức là trợ cho 37 mông ta. Tiếp đến là câu sanh nghiệp duyên. Câu sanh nghiệp duyên này có chi pháp tấu hợp với tương duyên thiện trợ thiện thì nó còn hạn chế hơn nữa, tức là nó chỉ lấy chi pháp năng là một tâm sở tư mà thôi, nhưng đó là tâm sở tư thiện trợ cho muôn thiện đồng sanh. Muốn thiện đồng sanh ở đêm tức là thọ tưởng hành thức. Tiếp đến là danh vật thực duyên. Danh vật thực duyên có chi pháp tấu hợp với tương duyên thiện trợ thiện là xúc thực, tư niệm thực và thức thực thiện. Xúc thực thiện ở đây tức là sở xúc, tư niệm thực ở đây tức là sở hữu tư, và tâm thiện trợ cho muốn thiện đồng sanh, tức là trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp. Tiếp đến câu sinh quyền duyên có chi pháp tấu hợp với thương duyên thiện trợ thiện là tám danh quyền, tám danh quyền thiện trợ cho quẩn thiện độc sanh. Thì tám danh quyền thiện quý vị cũng biết rồi, tức là
ý quyền mạng quyền là quyền sản quyền, tức là sở thọ cùng với tính tấn niệm định tuệ. Mà tám trên mười thiện trợ cho muốn thiện độc sinh, rồi thì na duyên có chi pháp tốc hợp với tương duyên, thiện trợ thiện là chỉ cho sáu chi thiện thiện. Sáu chi thiện thiện ở đây tức là tầm tứ, hỷ lạc nhất hành và xả. Trợ cho quận thiện đồng sanh, cái này cũng là tương ứng. Xá chi thiện thiện, mặc dù gọi riêng nó là thiện đại duy, nhưng mà xá chi thiện thiện này trợ cho quận thiện thì cái hình thức đó cũng là tương duy gì, cho nên mới gọi là tấu hợp với tương duy. Hồi nãy đến giờ học cái duy kia các Phật tử chúng ta cũng phải hiểu thế. Rồi đồ đạo duyên có chi pháp tấu hợp với tương ương duyên, thiện trợ thiện đi là tám chi đạo thiện, chánh kiến, chánh tư duy, chánh luận, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh thân tất, chánh niệm, chánh định, trợ cho phương thiện đồng sanh. Các vị, các vị Phật tử nghe cũng thông cảm giùm chúng tôi, vì hồi chiều hồi trưa đến giờ là chúng tôi có hai lớp rồi, một lớp ở xa và một lớp ở chùa. Giờ bây giờ nói chuyện hết hơi vậy chưa có phần. Chứ tôi muốn hụt hơi, cho nên quý vị ráng nghe chút xíu. Câu yếu trì hai là tương ưng duyên, bất thiện trở bất thiện. Chi pháp là 12 tấm bất thiện cùng 27 sở hợp trợ cho quốc bất thiện đồng sanh, tức là 12 tấm bất thiện cùng 27 sở hợp. Thì cứ danh quốc bất thiện trợ danh quốc bất thiện đồng sanh trong sắc na tâm thì chúng ta gọi là tương duyên bất thiện trợ bất thiện. Tương duyên bất thiện trợ bất thiện này, trường hợp này có 12 duyên tố hợp. Nếu muốn tính 12 duyên tố hợp đó thì chúng ta tính gì? 12 tấm bất thiện cùng 27 sự hợp trợ cho quẩn bất thiện đồng sanh, cái hình thức đó gọi là tương duyên bất thiện trợ bất thiện. Nhưng mà cái hình thức chi pháp thì cũng gọi là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, hữu tương duyên. Chính vì vậy mà câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly duyên, hữu tương duyên được gọi là những duyên cùng tấu hợp với tương duyên bất hiện trụ thiện. Là như vậy.
Rồi ở trong cái chi pháp gốc tương duyên bất thiện, trong bất thiện chúng ta thấy có 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp trợ cho bốn bất thiện. Như vậy thì ở đây khi chúng ta nói đến nhân duyên và tấu hợp với tương duyên thì chúng ta trong 27 sở hợp với chúng ta trích ra, chúng ta tách ra ba nhân bất thiện là tham sân si, trợ cho bốn bất thiện đồng sanh, tức là 12, 27. Còn có sinh trưởng duyên, ở đây chúng ta thấy ở trong duyên gốc tương duyên tức là 12 tâm bất thiện, 27 sẽ hợp trợ cho bốn danh vô bất thiện đồng sanh, thì trong 12 tâm bất thiện 27 sẽ hợp đó, nếu như sở dục người dục trưởng sẵn cần gọi là cần trưởng, và chính cái tâm thiện đó thì gọi là thẩm trưởng. Dục cần và tâm bất thiện, nếu mà chúng ta hai tâm bất thiện cùng 27 sở hợp, tức là bốn bất thiện đồng sạch. Tiếp đến cổ sinh nghiệp duyên, có chi pháp tấu hợp với tương duyên bất thiện trợ bất thiện là tư bất thiện trợ cho quẩn bất thiện đồng sanh, tức là 12 tấu bất thiện cùng 26 sở hợp trừ tư bất thiện. Ở trong chi pháp của tương duyên bất thiện và bất thiện đó, chúng ta thấy có ba chi pháp, tức là xúc, tư và tâm bất thiện. Thì xúc, tư và tâm bất thiện đó, nếu mà nó có một duyên tấu hợp với nó theo chi pháp này, tức là danh luật thực duyên. Bởi vì xúc mà tương ưng với pháp bất thiện, tương tương pháp bất thiện, thức bất thiện tương với pháp bất thiện, thì cái này được gọi là danh vật thực duyên. Tiếp đến thì chúng ta nói câu sinh quyền, câu sinh quyền duyên. Quyền ở đây tức là chỉ cho tám danh quyền, nhưng mà nếu mà nói quyền bất thiện thì chúng ta chỉ kể có năm thôi. Bởi vì không thể có niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, không thể có. Bởi sao không niệm sở hữu? Trí tuệ đó thì nó không có ở trong cái pháp thiện. Sở tính như vậy, tính niệm trí, ba cái đó không phải nằm trong pháp bất thiện được. Cho nên bất thiện chỉ nhân quyền, nó trợ cho bốn thiện đồng sanh. Thì tâm chính quyền bất thiện trợ cho bốn thiện đồng sanh, ở đây gọi là câu sinh quyền duyên.
Nhưng mà trường hợp này nó vẫn tương ứng năng, tương ứng với sở. Chính người vị gọi là câu, gọi là tương duyên. Thì na duyên có chi pháp tốt hợp với tương duyên bất thiện, trụ thiện là năm sở hữu chi thiện bất thiện, tập tứ hỷ thọ nhất hành, trợ cho bất thiện đồng sinh. Thì hễ mà năm cái chi thiện này mà nó trợ cho bốn bất thiện đồng sanh, gọi chi thiện cũng được mà gọi tương duyên cũng được. Tiếp đến là đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên ở đây có chi pháp tổ hợp với từng ưng duyên, bất thiện trợ bất thiện là bốn chi đạo bất thiện, tài kiến tầm cần nhất hành, tài kiến tài tư duy tài tinh tấn và tài định trợ cho bốn độc sanh. Với này chúng ta gọi là đồ đạo duyên, nhưng mà cũng gọi là tương duyên được, cho nên gọi là tổ hợp tương duyên. Còn cái câu số 3 đó, có ý tri trong tương duyên, tương duyên vô ký trợ vô ký, chỉ cho danh quẩn vô ký, tức là 72 tâm vô ký cùng 38 sở hợp, nó sẽ trợ cho danh quẩn vô ký đồng sanh, tức là cũng 72 tâm vô ký và 38 sở hợp. Trường hợp này có đến 13 duyên tổ hợp. Với cái chi pháp mà quẩn vô ký trợ cho quẩn vô ký, tương ứng cho quẩn vô ký đồng sanh, thì chúng ta gọi cũng gọi là câu sanh duyên, câu sanh để duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, hộ tương duyên. Cũng với chi pháp vô ký trợ vô ký đó, nhưng mà trong cái pháp vô ký năng duyên đó, chúng ta có ba nhân vô ký là vô tham sân si. Nếu mà lấy ba nhân vô ký này mà trở cho 54 tâm vô ký hữu nhân cùng 38 sở hợp, thì cái trường hợp này chúng ta gọi là, chúng ta gọi là nhân duyên mà tương ưng duyên, tổ hợp tương duyên. Lại nữa, câu sinh trưởng duyên có chi pháp tối hợp tương duyên vô ký trợ vô ký, là ở đây bốn trưởng vô ký là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng vô ký, trợ duyên dinh của vô ký độc sanh, tức là 37 tâm vô ký hữu trưởng, 20 tâm quả sự thế 17 tối quân dân cùng 38 sở hợp. Trường hợp mà bốn trưởng vô ký này nó động sanh và nó tương đương với các pháp động sanh khác, thì đây gọi là tấu hợp. Câu sinh nghiệp duyên là trong các pháp tương duyên vô ký trợ vô ký đó, chúng ta chỉ lấy tâm sở tư, tư vô ký trợ duyên quẩn vô ký đồng sanh.
chính là danh vật thực duyên. Ở trong cái chi pháp gốc là tân duyên vô ký trợ vô ký, chúng ta thấy có xúc từ thức cái này nó tương đương với, nó cũng gọi là tương duyên mà cũng gọi là danh luật thực duyên, cho nên danh luật thực duyên được gọi là pháp tổng hợp với nhân duyên. Mười là gì? Thuộc quả duyên. Có chữ pháp tổng hợp với tương duyên, vô ký trợ vô ký là năm hai tông quả cùng ba tấm sản hợp, hợp trợ quân quả đồng sanh. Ba tấm sản hợp nó trợ cho quân quả đồng sanh, tức là năm hai tông quả cùng ba tấm sản hợp. Có sinh quyền duyên, có chi pháp tổ hợp với tương duyên, vô ký trợ vô ký là tám sinh quyền. Vô ký trợ cho duyên vũ vô ký độc sinh, tức là 72 tâm vô ký cục 38 sở hợp. Thì na duyên thì tấu hợp với pháp tương duyên ở cái chi pháp vô vô ký trợ vô ký, là lấy năm tâm năm sở hữu chi thiền vô ký tầm tứ hỷ thọ nhất hành đợi duyên danh của vô ký. Rồi đồ đạo viên có chi pháp tấu hậu tương duyên, vô ký trợ vô ký ở đây tức là tám sở chi đạo trí tầm và dư phận cần niệm và dư hạnh trợ cho duyên của vô ký đầu sắc, tức là 54 tâm vô ký hữu nhân cùng 38 sở hợp. Như vậy tương duyên chúng ta có ba câu, ba câu hữu tri, và chúng ta có tất cả là một duyên tổng hợp với ba câu hữu tri đó đã vừa kể, nhưng mà những duyên này thuộc giống khô xanh cả. Tuần sau chúng ta sẽ học cái bài tổng hợp cuối cùng, bài số 7, tổng hợp câu sanh bất tương duyên. Như vậy thì bài hôm nay xin hết. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tổ Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng. Hôm nay ở trong rừng lớp Phật Pháp của Thầy Tâm Mát, Thượng Tổ Pháp Tân vẫn còn việc phải đi xuyên thơ, nên Thượng Tổ không thể thuyết được, nhờ chúng tôi điền khuyết. Nhưng mà với cái tình trạng này làm sao chúng tôi để quyết được nào? Nhờ cô Nhật Quỳnh Quang Hỷ
liên lạc với vị nào nữa, thường gọi chất đắng hay là thường gọi hốc đăng gì, thường gọi tôi nguyên xem có vị nào có thể điện quyết được. Bởi vì một là hôm nay chúng tôi rất là mệt, thứ hai nữa là ngày mai ngày chủ nhật cũng là ngày giảng của chúng tôi nữa. Tôi biết ngày mai này chúng tôi cũng phải 2-3 show rồi. Tức là trưa chúng tôi phải đi qua dạy mừng thơ, dạy mừng thơ tới 6:30 tối mới về tới. 8 giờ lên mạng giảng nữa thì chính phải nói là ngày mai chúng tôi rất là đuối. Để xem coi bây giờ xin thỉnh thần tổ Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng Nam Mô Bổn Thầy. Phagato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa buddha na pa vena sada sati pawan tu te. Mangalang rakanto sapa de vata sapa dhamma na pa vena sada sati pawan tu te. Phagato sapa mangalang rakanto sapa de vata sapa sangha na pa vena sada sati pawan tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.